Và bây giờ xin mời bạn nữ. Mời bạn nam. Chào em. Xin chào anh. Bây giờ hai người đã có mặt sân khấu rồi, mình giới thiệu về mình đi. Mời em trai. Xin chào hai MC. Và xin chào tất cả mọi người. Và xin chào bạn gái của mình trong tương lai. Tôi tên là Ide Kazuhiro. Đến từ Nhật Bản. Hai gọi Kazu nha. Bây giờ là 36 tuổi, sống ở thành phố Hồ Chí Minh khoảng 4 năm rồi, là công việc là nghệ sĩ hài. Dạ, em chào chị Nam Thư và anh Quyền Linh ạ. Em tên là Du Thị Thảo, hiện tại em đang làm chuyên viên sale bên bất động sản chị. Thảo năm nay em nhiêu tuổi? Năm nay em 24 tuổi. Anh Kazu bên kia là người Nhật. Thì em có ngại là mình sẽ hẹn hò với người nước ngoài không? Nếu như chúng ta hợp nhau, chúng ta bấm nút. Em không ngại, em chỉ cần lý do thôi chị. Kazu ơi. Dạ. Lý do tại sao Kazu lại muốn tham gia chương trình hẹn hò? Trước đây Kazu không nghĩ là không muốn kết hôn, nhưng mà bây giờ là 36 tuổi nên mỗi ngày rất buồn, sống một mình thôi nên một mình thôi. Bây giờ mình sẽ nghe Thảo nói tí xíu về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân ha. Em rất là mạnh mẽ, em rất thích cái lối sống Tây, giống như là phụ nữ mình là phải đẹp, phải sexy. Đẹp là để cho mọi người chú ý, để nhìn, chứ không phải là lúc nào cũng phải kính đáo, kính cổng, cao tường thật sự. Chị cũng nghĩ như em. Dạ. Kazu có thích bạn gái sexy không? Chắc chắn nha. Dạ. Chắc chắn nha, hiểu chưa? Trời, nôn quá, để qua coi mặt Kazu nè. Kazu nhìn rất là hot boy nha. Dạ, ha. Xin chào. Kazu, điểm mạnh và điểm yếu của bản thân Kazu là gì? Điểm mạnh là hiền. Hiền. Là biết tiếng Nhật. Rõ ràng rồi, Kazu là người Nhật. Luôn nhiệt tiếng với mọi người, là biết nấu món Nhật Bản. Yeah. Nhưng mà biết nấu món Việt Nam không? Kazu, qua Việt Nam thích ăn món gì ở Việt Nam? Gỏi cuốn và bánh xèo. Em hỏi bên kia biết làm gỏi cuốn bánh xèo không? Bao ngon chị. She nấu ăn rất là ngon. Yeah. Đó là điểm mạnh. Còn điểm yếu của Kazu? Điểm yếu là chưa giỏi tiếng Việt. Nói vậy là giỏi rồi đó. Rất giỏi rồi. Và tôi không thể nhỏ ngàn kiến nhầm. Không phải ga lăng. Tức là Kazu không phải tuyếp người ga lăng. Không nhớ được sinh nhật, không nhớ được những cái ngày quan trọng. Không nhớ ngày kỷ niệm. Tại vì là tôi nghĩ là mỗi ngày là ngày kỷ niệm. Có tật xấu nào không? Tật xấu? Thích uống bia. Dù thích uống bia. Thích đi nhậu. Nhậu nhiều không? 4, 5, 6 lon bia. Uống 6 lon. Và sau đó là uống soju. Em gái, dạ. Em biết nhậu không? Tầm khoảng 6 chai. Chị uống được 6 chai nha. Hợp nhau nè. Hợp nhau. Kazu thích con gái như thế nào? Chắc chắn hiền, đẹp, nấu ăn tốt, mỗi ngày rong rệt. Gì nữa? Có thể suy nghĩ về cho người khác. Kazu có thích con gái giỏi kiếm tiền không? Dạ. Thích không? Thích à? Nếu mà đi ra ngoài kiếm tiền thì sẽ không giỏi dọn dẹp thì sao? Là không sao nha. Ok đúng không? Ok. Đó, dạ, em chào Quyền Linh. Trời ơi, đẹp quá. Xinh xắn không? Rất xinh đẹp, chào đàn gái. Dạ, trời dạ. Ơi. Anh Linh ơi, em thắc mắc quá. Bên kia là trai tài, bên này gái sắc, mà tại sao lại ế nhỉ? Đúng rồi. Tại vì công việc của em là từ 8 giờ sáng em làm tới 5 giờ chiều, và buổi tối em từ 6 giờ đến 11 giờ em phải đi làm thêm. Buổi tối em đi làm thêm về cái gì nữa? Em làm PT sale tự do. Tức là em là PT luôn hả? Dạ đúng rồi. Nếu mà gặp người đàn ông ở Nhật, anh ấy muốn em về Nhật ở thì được không? Thường thường người ta nói thì có chồng phải về nhà chồng thôi anh. Về nhà chồng thôi không sao đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà đối với công việc thì em thích đi làm để kiếm tiền hơn so với là ở nhà để xài tiền của người khác. Giống như là cái kiểu như em thích tự do rồi, em không thích ràng buộc này, không thích gia trưởng này, đặc biệt là vũ phu. Em không muốn cãi nhau. Không muốn cãi nhau luôn. Vậy là được rồi đó. Dạ, nói chung là khi có xích mích gì đó thì mỗi người nhường hoặc nhịn nhau một tiếng là được. Anh là diễn viên hài mà lúc nào cũng cười luôn. Kazu đi với ai? Là vợ em bản thân, nhóm Double Beach. Em cũng là người Nhật luôn. Người Nhật.
Tôi tên là Shinsuke. Em thấy cô gái đó được không? Đẹp. Đẹp và dễ thương. Đẹp và dễ thương. Dạ. Shinsuke thấy phù hợp với Kazu. Hãy bấm nút đồng ý để Kazu có cơ hội hết ế. Ế. Và có thể lấy được bờ có gia đình hạnh phúc như Shinsuke. Shinsuke kết hôn rồi. Xin lỗi. Cảm ơn Shinsuke. Cảm ơn. Rất là dễ thương, có duyên lắm. Mở rào. Xin chào anh. Em dạ. Em là một người thích hoa nên mình tặng trước. Thôi mình trao đổi cho thôi. Dạ, cảm ơn. Chào em nha. Dạ, em cảm ơn nhiều nha. Thật ra là Kazu lần đầu tiên và tặng hoa cho người khác nha. Lần đầu tiên sẽ có nhiều lần nữa đó anh. Em thấy Kazu như thế nào? Vui vẻ, lịch sự và với cái phong cách nó có nét như là vừa văn phòng và vừa năng động á. Nói chung là nó cũng giống như em. Là đi Nhật Bản chưa? Em đã có đi một lần rồi. Cảm giác lần đầu tiên gặp cô gái thì mình thấy trong người thế nào? Nói đi. Rất đẹp. Kazu, anh không bao giờ, chưa bao giờ gặp xinh, giống như xinh cô gái. Chưa bao giờ gặp ai xinh như cô này. Dạ, yeah, em cảm ơn anh nha. Hôm nay là lần đầu tiên xinh đẹp. Em thích món gì? Đối với em món gì cũng như món, không có cái sở thích. Có thể ăn món Nhật Bản hả? Dạ được anh. Đi nhà em có thể đi nhà với anh được không ạ? Dạ được, bình thường mà anh. Em thích du lịch không? Cũng thích anh, nhưng mà chỉ là một giới hạn nào đó thôi. Nếu rảnh thì đi du lịch nha. Dạ, nếu em rảnh. Lúc trước anh quen, anh có hay cãi nhau với người yêu cũ hay không? Không. Mà nếu ví dụ như có thì anh sẽ làm như thế nào? Nói chuyện như để giải quyết. Tại vì là anh là người nước ngoài. Dạ. Anh không thể nói như bằng tiếng Việt. Dạ. Nên chắc chắn thua. Chắc chắn thua. Thua chắc chắn là không đi nói tiếng Việt nên cãi lộn sẽ thua. Nên nói chung là nếu cãi lộn thì em cứ nói cãi tiếng Việt, ảnh cứ cãi tiếng Nhật, không ai hiểu hết nhau, để cho nó khỏi còn mâu thuẫn luôn. Đơn giản vậy. Bây giờ anh có muốn khoảng bao lâu thì hai người đăng ký kết hôn với nhau? Khi nào cũng được, nhưng mà phải tìm hiểu nhiều. Đúng rồi. Thật sự khi mà quen á là em sẽ quyết định quen lâu dài, không phải là quen một ngày một bữa. Khi mà lấy nhau rồi anh thích sinh con trai hay con gái? Cả hai. Thích cả hai. Cả hai. Sinh con gái, con trai, cả hai thích. Bây giờ thế nào? Mọi người có thể hát tặng bạn gái một bài nào đó. Một nhóm Double Wish là có vài bài hát. Dạ. Viết bài hát. Và khi nói chuyện với người Việt Nam nói không hiểu, tại vì là đối với người Nhật phát âm tiếng Việt là rất khó. Là khi nói là em câu này là hiểu không? Am mon di hu kok, hiểu không? Dạ em không hiểu. Không hiểu à? Đương nhiên là em không hiểu rồi. Hầu như người Việt Nam nói như vậy. Nên chúng tôi viết bài hát, một bài hát tên là Không Hiểu. Không Hiểu. Không Hiểu là em hiểu, có thể hiểu Namuki Koigia. Tại vì em không biết tiếng Nhật. Dạ. Khi đó là Không Hiểu, Không Hiểu, phát tâm người Nhật. Không Hiểu, Không Hiểu, phát tâm người Nhật. Không Hiểu, Không Hiểu, phát tâm người Nhật. Không Hiểu, Không Hiểu, Không Hiểu nha. Yeah. Hiểu không? Là cái bài Không Hiểu đó anh. Em chỉ biết là cái bài đó là Không Hiểu thôi. Dễ thương mà. Rồi em hát tặng anh bài Việt Nam đi. Em là người miền Tây thì em sẽ hát về một đoạn của người miền Tây. Tuy nó không hay nhưng mà mọi người gắng cố gắng lắng nghe em hát nha.
Miền Tây quê tôi, ai về ai nhớ ai thương. Vượt qua Long An chờ đào hương lúa còn dương, Tiền Giang Mỹ Tho Cái Bè Gò Công Tân Phước, gạch miếu xây cầu đường về Bến Tre gần hơn. Đường đi Vĩnh Long không còn những chiến pha xưa, xe ta bon bon trên cầu Mỹ Thuận gió đưa. Trà Vinh trà Cũ đón chào mời nhau bánh tét, xa đến gần người yêu dấu tháp mười Tràm Chiêm. Hay quá. Cái bài hát đó là rất là nhiều cái vùng miền ở miền Tây Nam Bộ. Sau này nếu mà quen nhau, cô ấy sẽ đưa bạn đi tham quan rất nhiều những cảnh đẹp của miền quê Việt Nam. Nhưng mà tiếng Việt của mình là không tốt nên càng học chăm chỉ. Anh là một người vui tính, thì nếu như anh không biết tiếng Việt nhiều quá thì em có sẽ dạy kèm thêm cho anh để biết tiếng Việt chuẩn hơn nữa, so với cái điều mà anh tồi tệ để anh nghĩ. Thay vì anh nghĩ nó là điều tồi tệ, anh không học được, thì em có thể giúp anh để nó phát triển hơn. Cảm ơn nha. Rồi, bây giờ mình tiến hành bấm nút hay không bấm nút là quyền của hai người nha. Và bây giờ nhắm mắt lại nha. 3, 2, 1. Hết thời gian. Nắm tay nhau. Đó. Họ đồng ý hẹn hò với nhau. Ca Du. Yeah, từ nay Ca Du hết ế rồi. Yeah. Cảm giác thế nào? Yeah, rất rất vui. Nên không thể nói gì hết. Không thể nói gì. Rất là dễ thương. Ngoài ra thì em còn đam mê kinh doanh, thích đi du lịch. Em chơi thể thao giỏi. Chơi thể thao môn gì? À, em chơi bóng chuyền ạ. Bóng chuyền? Dạ. Nhưng mà chị không có tin đâu, em vừa khéo léo, xinh xắn, giỏi giang vậy, tại sao em? À, cái lý do này em cũng không biết luôn. Cô này bị người khác bắt lạc. Cô này dân kinh doanh mà không có hiền đâu ha. Em hiền mà chị. À, không em. Mời đi bạn. Dạ, em chào anh. Mời bạn nữ. Rồi, sắp dẻo luôn nha. Dạ. Giới thiệu về mình đi bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng bạn gái bên kia, cùng tất cả các vị khán giả. Em tên Lưu Ngọc Triều. Tên gì? Em tên Lưu Ngọc Triều. Lưu Ngọc Triều. Dạ, em đến từ Bình Thuận, hiện em đang làm giám sát an toàn ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Giám sát an toàn? Dạ. An toàn gì? Có là gì? Dạ, về chịu trách nhiệm về an toàn cho công nhân trên công trường. À, trên công trường, tất cả công trường xây dựng này kia ha. Dạ. Rồi. Triều nay nhiêu tuổi? Dạ, em 27 tuổi ạ. Rồi. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào em. Em xin chào anh Na bên cạnh. Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay cùng toàn thể các khán giả đang xem đài. Em tên là Bùi Thị Hạnh, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Quê mình ở đâu? Dạ, em đến từ Đắk Nông ạ. Đắk Nông. Vâng ạ. Vậy là chúng ta cùng làm việc ở một quận Thủ Đức. Dạ. Dạ. Cụ thể công việc của em là em làm gì? Dạ, hiện tại thì mới đây nhất thì em có làm quản lý spa. Nhưng mà do công việc em có kinh doanh thêm. Em kinh doanh gì? Em kinh doanh online tại nhà. Nên bây giờ em tập trung kinh doanh online ạ. Em bán cái gì? Dạ, em bán thực phẩm chức năng ạ. Và nhiều cái khác nữa ạ. Rồi. Chúc mua may bán đắt ha. Dạ, em cảm ơn. Kinh doanh online hiện giờ đang phát triển dữ lắm. Dạ vâng chị Tường cũng đang cố gắng. Em cố gắng nha. Dạ, em cảm ơn chị Tường. À, bây giờ em hãy nói điểm mạnh, điểm yếu của mình cho bạn trai bên kia nghe. Dạ, em thì khá là vui vẻ, hoạt bát, em hòa đồng, năng động, em biết nấu ăn, em thích trẻ con và khá là được lòng người lớn ạ. Ngoài ra thì em còn đam mê kinh doanh, thích đi du lịch, em chơi thể thao giỏi. Chơi thể thao môn gì? À, em chơi bóng chuyền ạ. Bóng chuyền? Dạ. Nhưng mà chị không có tin đâu, em vừa khéo léo, xinh xắn, giỏi giang vậy, tại sao em? Cái lý do này em cũng không biết luôn. Tại vì thế là do công việc của em thì chủ yếu là tiếp xúc với nữ giới ạ. Và thời gian thì em tập trung cho công việc khá là nhiều, nên em cũng ít đi tiếp xúc nên là... Rồi, dạ. Ok, một lát tìm hiểu kỹ hơn ha. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của bạn trai? Dạ, em ưu điểm em là biết nấu ăn, hát hò xíu, năng động, nhiệt tình trong các công việc. Nhược điểm của em thì nhiều khi hồi hộp quá em hay quên, đôi khi hơi nóng tính xíu. Em có mấy mối tình rồi? Dạ có một ạ. Quen nhau bao nhiêu năm? Dạ, hồi đó thì em quen được 2 năm nhưng mà yêu xa. Xa là khoảng bao xa? Thì
thì em đi làm Sài Gòn, còn bạn gái đi học dưới quê. Dưới quê là ở đâu? Ở Bình Thuận. Trời ơi, xa quá ha. Từ lúc mà chia tay đến bây giờ mấy năm rồi? Chắc khoảng 4 năm rồi ạ. 4 năm, rồi. Mời bạn gái. Dạ, em cũng đã từng trải qua 2 mối tình ạ. Mối tình gần đây nhất thì là cách đây khoảng 1 năm ạ. Do em và anh ấy có gặp nhau một lần tại Đà Nẵng, khi đấy cả hai đều đi du lịch. Sau đó thì gặp nhau về có nói chuyện, nhưng mà về sau nói chuyện thì anh ấy ở ngoài miền Bắc, anh ấy ở Hà Nội, còn em ở Thành phố Hồ Chí Minh, nên là cả hai không hợp nhau ấy ạ. Và hơi xa nhau nên là chúng em dừng lại cách đây được 1 năm rồi ạ. Bây giờ mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào nè? Dạ, em muốn một người đàn ông chững chạc ạ. Có chí tiến thủ, có sự nghiệp và kinh tế ổn định một chút xíu ạ. Và ngoài ra thì em rất là ghét đàn ông chi li tính toán nhỏ nhặt đấy ạ. Dạ. Anh không chi li đâu. Em chắc có tính toán, tính toán thôi đúng không? Chi li hả? Nhưng ngoại hình em nhìn tả không rồi. Em thì ngoại hình thì chỉ cần chỉnh chu ạ, ưa nhìn một chút xíu là được ạ. Rồi. Không đầu hói ạ. Rồi. Dạ. Rồi mẫu người bạn gái lý tưởng của bạn trai bên kia là sao? Dạ, mỗi người bạn gái em thì cũng không yêu cầu cao đâu, chỉ cần dễ nhìn, cao 1.5m trở lên được rồi ạ. Dạ, tóc dài, biết nấu ăn, thích mặc áo sơ mi. Ví dụ mà cao 1.4m được không anh? Được luôn. Nói chung là nãy giờ hai bạn nói ra thì chúng ta cảm nhận rằng hai bên cũng như là gần như đáp ứng những cái yêu cầu các bạn đưa ra. Bên đây thì cũng 80% bên bạn gái đưa ra đó. Còn bên kia không biết sao. Chào chị. Cũng cao ráo đẹp trai ha. Bao lâu thì tiến tới hôn nhân được em? Em dự tính khoảng 2-3 năm. Mình sẽ sống làm việc ở đâu? Sài Gòn. Sài Gòn, lập nghiệp trong này luôn. Dạ. Vậy là hai vợ chồng mình sẽ ở riêng, không có làm dâu. Dạ. Em có phụ công việc nhà cho vợ không, những lúc vợ bận? Dạ, em biết nấu ăn, giặt giũ, nói chung việc nhà cái gì em làm được. Điều gì em không thích nhất ở người bạn gái? Hiền quá. Cô này quá, bị người khác bắt lạc. Cô này dân kinh doanh mà không có hiền đâu ha. Em hiền mà chị. Không em, kinh doanh là hiền là một chị, mà kinh doanh phải lanh lẹ. Mà đừng có giữ quá, giữ quá em sợ. Phải giữ mới trị được em. Rồi như vậy là hợp lý đó. Bên đây cao ráo, đẹp trai, phụ việc nhà cho vợ là được rồi. Thôi anh qua thăm nàng gái coi sao nha. Dạ. Thử xem coi chiều cao có đúng. Em chào anh ạ. Đúng là cao, dễ thương. Dạ. Thí dụ như anh bên đây anh cao ráo, cũng đẹp trai, cũng có duyên, anh đi gặp các cô gái bu xung quanh hoài vậy thì sao? Không lo ngại điều đó lắm ạ. Tại vì em nghĩ là quan trọng là người phụ nữ mình, nếu như là mình đủ sức quyến rũ, đủ sức đến bạn nam về nhà mỗi buổi tối, thế là được rồi ạ. Hay, cái này hay nè. Chúng ta đẹp hoài, chúng ta chăm sóc mình càng đẹp thì chồng không có bỏ đi được đâu ha. Dạ đúng rồi. Rồi đó là một trong những cái điều mà tôi cũng rất là thích ha. Được đó, rất là xinh, dễ thương. Em thấy em thích ngay đó mà. Rồi bây giờ mình hỏi thêm ý kiến của người thân nha. Hôm nay bạn gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ em, hai em gái ruột ạ. Chị hai em ruột. Dạ vâng. Rồi bây giờ trước tiên cho gặp mẹ em trước đi nè. Dạ vâng ạ. Hai em gái ngồi kế bên. Xin chào em Minh và chị Cát Tường cùng quý vị khán giả. Thì tôi xin nhận xét về con gái mình trước. Hạnh là người con cả, sau là có hai em gái, rất là chăm lo cho gia đình và biết quan tâm tới cha mẹ và em. Về nấu ăn, bếp nước thì rất là hoàn thiện. Yeah. Còn xin nhận xét bạn trai bên này thì nếu với so với người mẫu người lý tưởng của con thì cũng được 90% đấy. Thì đấy là do để cho hai đứa để cơ hội để tiến tới với nhau. Xin cảm ơn. Tốt quá, 90%. Cô có cách nào mà cô sinh ba cô gái xinh quá vậy? Thưa chú Quỳnh Linh xinh nhưng mà đều ba cô đều ế cả. Ế hả? Vậy lên đây từ từ nha. Nhờ chương trình bạn mới hào chuyển giúp để làm mối cho hai cô em luôn. Rồi, cô kia là sinh năm mấy? Cô nhỏ nhất. Cô em út là 99, cô thứ hai là 97. Rồi, cho một ý kiến của em gái đi. Dạ, con xin chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường ạ. Dạ. Và xin chào các cả khán giả ở trong trường quay ạ. Em chào anh ạ. Con xin nhận xét về anh ở bên này thì thấy anh rất là hiền và thật thà. Tính tình cũng vui vẻ. Ngoại hình thì cũng khá là ưa nhìn. Như con thì con thấy hai anh chị rất là hợp nhau ạ. Rồi. Dạ. Bây giờ cho chị kế bên nói một câu đi. Chị đó cũng xinh lắm đấy. Này chị giữa đúng không? Chị giữa. Thấy anh này được không? Con thấy được ạ, tại vì cũng thấy hợp với mẫu người lý tưởng của chị con ạ. Và thấy anh cũng cao ráo và thấy cũng là một điểm tựa cho phụ nữ ấy ạ. Rồi, tại... 97 với 99 để chú lo nha. Đúng vậy thì con cảm ơn ạ. Rồi, chúng ta chuyển sang nàng trai đi. Dạ, em đi với bạn thân. Bạn thân hả? Dạ.
Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường, chào bạn gái và tất cả các quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Dũng, là bạn thân của Triều. Triều thì là một người năng động, vui vẻ, hoạt bát thì hay làm cho mọi người cười. Thì trong công việc thì Triều rất là siêng năng và chịu khó và có ý chí vươn lên trong công việc. Đối với bạn gái bên này thì mình thấy rất là dễ thương, cao ráo, thì phù hợp với những tiêu chí mà bạn Triều đưa ra. Qua chương trình thì hy vọng thì hai bạn có thể cho nhau một cơ hội để có thể tiến xa hơn. Cảm ơn bạn. Rồi, ý kiến hai bên đã có rồi ha. Bây giờ là quan trọng là bản thân của hai bạn, mình cảm nhận về nhau như thế nào. Mở cửa hàng rào. Rồi đó. Anh có món quà tặng dạ, em. Dạ, em cảm ơn. Chứ anh chờ em xíu, em có món quà tặng anh. Gái luôn mũi cao. Cảm ơn em. Rồi, bắt đầu trò chuyện với các bạn. Cảm nhận thế nào khi lần đầu tiên các bạn gặp nhau? Em hồi hộp. Em cũng hơi hồi hộp. Bạn rất xinh ạ. Dạ, em cảm ơn. Em với bạn gì? Xinh thì nhìn thẳng vô mặt mà nói đi. Lần đầu tiên gặp em thì khác với suy nghĩ của anh. Dạ, khác như thế nào ạ? Anh suy nghĩ đây. Suy nghĩ của anh là một người tóc dài. Nhưng em... Em tóc ngắn. Tóc ngắn. Dạ. Nhưng tóc dài, tóc ngắn cái nào xinh hơn? Dạ, tùy theo gương mặt anh, nhưng với bạn thì tóc ngắn cũng xinh mà chắc tóc dài cũng xinh đó. À, thế anh cho em hỏi một câu hỏi nha. Dạ, anh có suy nghĩ như thế nào về gia đình nhỏ của mình trong tương lai sau này? Kiều đi làm về được gặp vợ, đi làm về mệt mỏi, vợ chỉ cần cười thôi là mọi mệt không, sẽ xóa không, đi hết. Không nấu cơm cũng được anh, không ăn cơm cũng được. Nấu cơm anh nấu được mà. Anh chỉ anh nói chỉ cần cười thôi. Dạ. Chung là nếu mà đi làm về muộn quá thì tất cả cứ để cho anh. Dạ. Tiếp đi, sau này đó. Kinh tế trong gia đình ai quản lý, con cái thì sao? Kinh tế chắc để vợ quản lý, nhưng mỗi ngày chi em một khoản nào đấy để em đi lại. Một khoản là bao nhiêu ạ? Thì tùy theo ngày đó công việc cần những gì. Dạ. Anh có chắc là anh không chi ly tính toán nhỏ nhặt đúng không ạ? Anh thì không. Anh có cầm ràm không ạ? Không. Thôi thì giờ hát bài đi, mọi người hát bài cho nó không khí lên đi. Thấy hơi căng thẳng rồi đó. Hình như là bạn trai thấy cô gái xinh quá bối rối. Vâng, em xin phép tặng mọi người một đoạn trong một bài hát tặng cô gái kìa, cái người đối diện em mới quan trọng kìa. Tặng em một cô gái mà hát nha, đừng quên lời. Nắm lấy tay anh. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Nắng nghe từng nhịp tim em, nắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Em gái, đáp lại đi em. Dạ, thế em xin hát một đoạn tặng anh cùng tất cả mọi người ạ. Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh, dịu dàng thắp lên bên ô cửa nhỏ. Tình yêu là những dịu êm từng đêm, mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi. Biết sẽ có những lúc trái tim đau đớn khôn nguôi, vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi. Rồi, để tay nút bấm. Còn việc bấm hay không là do trái tim các bạn mách bảo. Hãy nghe nhịp đập trái tim của mình, hãy bấm theo nhịp đập đấy. Đừng bấm vì bất cứ điều gì. Trước mặt ba mẹ, gia đình và thậm chí là hàng triệu khán giả đang xem, không dối lòng mình nha các bạn. Chuẩn bị. Một, hai, ba. Hết thời gian. Bấm hơi trễ nha. Đâu, nó không có vô anh. À? nó không có vô. Không có vô hả? Nắm tay đi. Đó. Xin phép. Nói đi. Nói bác gì đi. À, bác cho con xin phép hôn em Hạnh một cái. Thôi chứ bây giờ làm khó chàng trai ha. Để xem bản lĩnh của anh tới đâu thôi.
phía đây mà người nhút nhát dễ thương lắm, dạ, rất là chân thành. Dạ. Nhiều khi ta nói hoa mỹ quá cũng không tốt đâu. Em gái ha, anh nghĩ rằng một cái sự năng động của cô gái cùng với một sự chân thành của em sẽ kết hợp tạo nên một cái trái tim trọn vẹn, một tình yêu trọn vẹn nha. Nhớ chăm sóc lẫn nhau nha, tìm hiểu nhau để yêu nhau nhiều hơn. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Chúc các bạn sẽ có những cuộc xem phim thật là hạnh phúc. Em hình dung bạn gái bên đây thế nào? Em nghĩ cũng giống cậu. Trời, bạn gái mà giống cậu. Khuôn mặt nó giống. Thí dụ giờ anh chịu là tháng 1 cưới được không? Dạ được ạ. Trời ơi, sao cô đi dễ vậy trời. Rồi được. Mời bạn nữ. Rồi, mời bạn ngồi. Bây giờ bắt đầu chúng ta giới thiệu về nhau đi. Mời bạn nam. Dạ, em xin chào anh Quyền Ninh, chào chị Cát Tường, chào khán giả trường quay, chào bạn nữ bên kia. Em xin tự giới thiệu, em là Trần Đình Ngọ. Em đến từ Bình Phước, hiện tại em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc em là kỹ sư quy trình. Ngọ năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em 28 tuổi ạ. 28. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Chào em. Chào bạn nam và quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thí Nga, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại em đang là kế toán viên tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bây giờ mình giới thiệu một chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi ha. Điểm mạnh của em hầu như em thấy không có được điểm nào, nhưng mà điểm yếu của em thì lại vô số. Đặc biệt là em không có nấu nướng giỏi cho lắm, hầu như tất cả đều là đồ luộc. Còn tiếp theo đó là em vô cùng vụng về, em hầu như là hay làm vỡ bát đĩa, nên là bây giờ gia đình, cái đồ dùng trong gia đình của em là toàn là đồ nhựa. Bình thường là ở nhà thì ai đi chợ nấu ăn cho em? Em ở một mình ạ. À, rồi tự nấu tự ăn? Dạ vâng, tự nấu và hầu như chỉ có em nấu được một mình em ăn thôi. Vậy được rồi. Ủa quanh năm em ăn đồ luộc không em? Hả? Lạ vậy ta. Cũng phải có một cái ưu điểm gì chứ, không lẽ mình không có ưu điểm gì hết? Thì ưu điểm là đồ luộc đó. Cái gì cũng luộc hết trơn. Em hát thì cũng tạm được ạ. Nên là hôm nay em sẽ tặng anh chị, quý vị khán giả và bạn nam một đoạn thôi ạ. Đó, phải có ưu điểm chứ. Rồi, mời bạn. Nếu mây kia mà người yêu em đi về nơi nào xa vời, nếu xa xôi đành để riêng đôi ta về hai phương trời, có hay chẳng không người yêu anh mong rằng tim mình không rời, để ngày đêm anh với anh mong một ngày không cách xa. Đó. Hay rồi nha. Hay hát nghe hay đấy, hơi hay hay đấy. Dạ. Nè em coi nè, bên đây là chàng nhạc sĩ nè, chuẩn bị đàn luôn. Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở. Không phải, cái này là bài hát. Còn bây giờ em chứng minh cho bạn gái bên kia thấy đi. Nào, bên đây có đàn sẵn luôn rồi. Em xin phép tặng bạn gái bài. Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở. Ngoài cái ưu điểm là đàn, mình còn ưu điểm gì nữa không? Dạ em biết nấu cơm chưa? À, bù qua bên đây. Được, được. Quan trọng là nấu chín hay không thôi. Không, tại em thường nấu cơm cả không ăn luôn. Dạ. Đồ ăn em nấu được gì? Em nấu món gì cũng được. Nhưng bạn bè ăn được không? Chắc được anh ơi. Ăn được luôn thì tốt. Tốt vậy rồi. Bên kia là có luộc không là khỏe rồi ha. Dạ. Rồi khuyết điểm gì nè? Khuyết điểm em nói nhanh chưa? Đúng rồi, nãy giờ bên đây khó nghe lắm luôn á. Đi tỏ tình mà nói kiểu này đó là dạ. Bên kia có nghe được gì đâu yêu. Mình nói vậy bạn nghe được không bạn? Cũng tạm được. Tạm được. Tạm được. Rồi, bây giờ em nói về tình trường của em cho cô gái bên kia nghe đi. Thì em đã trải qua 3 mối tình rồi. Trời, một mối tình gì mà 3 mối tình luôn á hả? Dễ sợ ha. Một mối tình học cấp 3, còn 2 mối tình ở trong công ty em luôn. Trong công ty mà yêu 2 người lúc luôn. Tại vì làm công ty 4 năm rồi. Nên là khoảng 2 năm em quen người. Rồi cái hai cái người yêu đó biết nhau không? Không biết ạ. Em hay dữ vậy. Bạn này nghỉ thế bạn sau mới vô. Thôi dễ sợ. Người ta nghỉ mới quen người khác. Lý do sao chia tay? Em cũng đang xác định hôn nhân nhưng mà có thể em chưa có đủ trưởng thành á, nên không để níu kéo tình yêu đó, nên là cũng rất tiếc. Ai chưa trưởng thành? Em ạ. Lúc đó thì năm ngoái thì chưa đủ trưởng thành. Rồi bây giờ đủ chưa? Giờ đủ trưởng thành nên đi. Rồi bây giờ nếu quen nhau được thì chừng nào mới tính tới hôn nhân? Chắc tháng 1 năm sau chứ. Tính luôn tháng 1 năm sau luôn á hả? Dạ.
bên kia tình trường thế nào em gái? Dạ em trải qua hai mối tình ạ. Một mối tình từ thời đại học và một mối tình khi em vào trong thành phố Hồ Chí Minh làm việc á, thì em có được giới thiệu một bạn nam, nhưng mà cái mối tình này chưa được chính thức lắm. Em mới tìm hiểu thôi, nhưng mà cảm giác như là hai người không hợp nhau á, nên là chúng em đã dừng lại và vẫn là bạn bè. Nghĩa là chưa sâu sắc gì đúng không? Dạ. Bây giờ mình mong muốn kiếm một người bạn trai như thế nào nè? Cái hình người bạn trai lý tưởng của em á là cao 1m6 trở lên. Bên kia nhiêu? Dạ, trên 1m68 chưa? Bạn mập mập một chút ạ, là có khuôn mặt cũng vậy, tròn tròn và mặt chữ điền. Như vậy thì trông bạn ấy rất là phúc hậu. Có cái mẫu người lý tưởng không? Giống như cậu của em ạ, tức là người đang ngồi phía dưới khán giả. À. Cậu đâu, cậu đưa tay coi cậu. Trời, cậu đẹp trai ta. À, là giống cậu vậy đó phải không? Dạ. Mày cũng giống giống mà nha. Còn tiêu chí gì nữa không? Em rất thích bạn nam đeo kính. Kiếm giùm cho anh cái kính lên lời. Chúc mượn cho cái kính. Có điều gì em không thích ở người bạn nam? Em không thích một người bạn gia trưởng quá. Khó tính. Có gia trưởng không trai? Chị yên tâm đấy, em không gia trưởng chưa? Em cũng hiền thôi. Em không có khó tính. Được mọi người đánh giá dễ tính nhé. Còn em muốn một người yêu như thế nào? Ngoại hình dễ nhìn được rồi. Về tính cách thì biết kính trên nhường dưới. Chiều cao cân nặng gì có yêu cầu không? Chiều cao thì 1m55 trở lên được rồi. Nặng 90kg được không? Tôi vừa vặn được rồi, ngoại hình gọi là ưa nhìn được rồi anh. Rồi, để tôi qua bên kia coi. Thôi tôi qua trước, tại vì ngồi bên đây tôi khó nghe quá, anh nói cái tiêu chuẩn không nghe. Bây giờ thí dụ như là cô bên đây được là qua đầu năm sau là đám cưới được. Dạ. Bây giờ là trưởng thành rồi đúng không? Dạ, dạ. Lấy vợ về xong thì mình dự định là sẽ sinh sống ở đâu? Ở thành phố hoặc là Bình Phước cũng được, hoặc phố đâu phù hợp thì sống. À, mình có yêu cầu gì về phía nhà gái không? Gái thì em không có yêu cầu. Sao cũng được hết đúng không? Dạ, ế quá vậy. Cái điều gì em ghét nhất ở người bạn gái? Thái độ của nói chuyện mà hơi đánh đá. Vậy chứ nãy em thấy cô gái bên kia nói chuyện có đánh đá không? Không, thấy được. Nói chậm chậm lại một chút nha. Dạ. Để bên đây người ta nghe với người ta mới hiểu mình chứ. Em hình dung bạn gái bên đây thế nào? Em nghĩ cũng giống cậu. Trời, bạn gái mà giống cậu. Có khuôn mặt nó giống. Em chào anh ạ. Chào em gái. Dạ. Dễ thương quá. Cảm ơn anh. Nãy giờ em nghe ảnh nói em thấy cái tính chất anh này như thế nào? Em có cảm nhận được không? Anh cũng là một người dễ tính. Dễ. Vui tính nữa. Dạ. Hài hước nữa. Dạ. Nhìn mặt mắc cười à. Thí dụ giờ anh chịu là tháng 1 cưới được không? Được ạ. Được luôn hả? Dạ. Bên đây cũng dễ. Cưới luôn. Dạ. Em. Dạ. Có ghen không? Dạ em không ạ. Không ghen còn có dễ nữa. Dạ. Anh thấy... hợp lý, nhưng mà thí dụ về Bình Phước ở được không? Dạ được ạ. Trời ơi, sao cô này dễ vậy trời. Rồi được. Được ha. Duyệt không? Duyệt. Bây giờ rồi. Cho gặp người nhà cái xong mình tiến hành tháng 1 nó cưới luôn nha. Nãy giờ giới thiệu cậu rồi đúng không? Mình dạ. Rồi cậu đi với ai nữa? Hôm nay ngoài cậu ra thì em đi với ông bà và sếp của công ty em nữa. Ông bà nội hay ngoại em? Ông bà ngoại ạ. Rồi cho gặp ông ngoại, bà ngoại trước đi. Con chào. Chào ông. Dạ, chào ông. Chào ông ngoại, bà ngoại. Trời, ông ngoại trẻ xin quá. Xin chào anh Quyền Linh. Dạ. Xin chào chị Cát Tường. Dạ. Xin chào bạn trai. Dạ. Và xin chào tất cả các khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Ông ngoại thấy cháu rể tương lai được không ngoại? Qua cái trao đổi của hai cháu và nhìn các cháu trên sân khấu thì cái cảm nhận ban đầu thì tôi thấy hai cháu có vẻ rất là hợp nhau. Cháu trai thì đàn rất là hay. Và cháu gái của tôi thì hát cũng được. Bạn trai bên này thì thấy cũng to cao đẹp trai, trẻ trung. Nhìn vào thấy lúc nào cũng rất là tươi. Cười suốt vậy đó ngoại. Tôi thì cũng mong cho hai cháu có thể tìm hiểu nhau. Và nếu tiến tới được hôn nhân thì cũng là cái điều là hạnh phúc. Xin chúc cho các cháu là đạt được cái ước nguyện của mình. Cảm ơn ngoại. Ngoại ngồi cười không là ngoại. Hỏi ý kiến cậu cái đi. Cậu giờ bên kia thần tượng quá. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Chào chị cậu. Mình là con trai thì nói chung thôi thì mình cũng thấy trên tinh thần là thấy mặt có vẻ đẹp trai rồi cũng dễ dạ. thương. Cảm ơn cậu. Có phần thật thà, rất là thật thà ở đây. Dạ. Dạ, cảm ơn anh chị. Rồi, dạ cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu. Rồi, em trai đi với em trai. Dạ, em đi với mẹ em với cả các anh em đồng nghiệp trong công ty. À. Dạ. Dạ, chào cô. Xin chào anh Quyền Linh. Xin chào chị Cát Tường. Dạ, chào cô. Xin chào toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Thì gia đình tôi thì cũng đến đây là cũng mong muốn để con mình tìm được mảnh ghép của cuộc đời. Dạ. Thì tôi thấy bạn gái cũng dễ thương, hiền. Thì mong hai con bấm nút hẹn hò để nên duyên vợ chồng. Rồi có gì để được ba mẹ tiến tới hôn nhân cho hai con. Rồi. Bây giờ phần quan trọng nhất là cái phần giữa đôi trẻ ha. Bây giờ mình sẽ mở rào trái tim ra ha. Kéo rào.
ơn anh, không hẹn mà gặp. Bạn nữ cũng có quà tặng bạn nam đó nha. Dạ. À, cũng... cảm ơn, cũng... tặng anh. Anh biết cây này cây gì không Ngọ? Đi giống Ngọc Ngân thì phải. Không phải, đây là cây hoàng cây tử. Cây này là cây ngựa đó. Ngựa. Dạ. Bạch mã. Đúng cây rồi. Cây này ạ. Bạch mã. Mã hợp em rồi, tên Ngọ lắm. Ngọ với ngựa được á. Dạ. Trùng hợp quá ha. Dạ. Cây hoàng tử bạch mã này em trồng ở nhà và dạ. Trồng cây này với nghĩa là mình sẽ được một hoàng tử bạch mã giống như tên gọi của nó. Oh. À, cảm ơn em. Dạ. Thì anh có món quà tặng em là món quà anh tự làm. Dạ. Cảm ơn. Ủa? Anh ạ, rất là đẹp. Hoa đó em làm đó hả? Dạ dạ. Em làm sao ra hay vậy? Thì em gấp, học cái mạng gấp. Có tay quá trời luôn. Làm bao lâu mới xong bó này vậy? 3-4 ngày á. 3-4 ngày mới xong cái bó này. Dạ. Cây này cô trồng 6 tháng nay luôn rồi đó. Em thấy anh sao? Anh là một người dễ tính, cũng dễ thương đó. Dạ. Em hy vọng là cả hai sẽ dành cho nhau những cơ hội để mình tìm hiểu nhau hơn. Dạ. Và nếu như mà được thì mình cũng có thể tiến xa hơn nữa. Trời ơi, gì mới xong rồi cho nhau cơ hội gì chân vậy? Dễ ẹt vậy? Em thấy là phù hợp với yêu cầu em rồi. Trời ơi, trời ơi gì mới chưa phù hợp rồi. Nhanh vậy, cặp mình làm như đó giờ là nằm mơ thấy nhau sao mới gặp cái. Chắc vậy anh, tại bạn tặng cây bạch mã luôn, tên em Ngọ mà. Hợp luôn vậy đó hả? Mà có duyên đó anh. Trời, hẹn hò sao? Thôi em thích lãng mạn không? Em thích gặp, đầu tiên gặp ở đâu hỏi đi. Em thích đi xem phim không em? Dạ, có. Thì chiều tối xem phim ha. Dạ, đồng ý. Phải làm giá lên chút xíu chứ. Mới đủ xem phim dạ dạ liền đó. Em kẹt rồi vài bữa đi. Không? Em hỏi là dự định tương lai nè. Ha, cưới nhau thăng một cưới nè. Rồi về mình phát triển kinh tế thế nào hỏi coi. Để có ảnh sao hay không? Tự đi tự mới vô đi xem phim liền thôi. Em chỉ cần người có công việc ổn định là được rồi ạ. Công việc anh cũng ổn định rồi. Dạ. Thì tháng 8 là dỗ bố anh, có thể em về Bình Phước chơi được không em? Trời đất. Mới gặp nhau mời đám dỗ rồi. Trời ơi. Em về ra mắt được không em? Cặp này lạ thiệt. Em tháng 1 cưới được không? Dạ được ạ. Trời ơi, cái gì mà còn có mấy tháng nữa không chuẩn bị hả? Tháng 8 đi đám dỗ không? Dạ cũng đi được ạ. Đi luôn. Thôi vậy đi luôn đi rồi bấm luôn đi. Còn nói gì nữa giờ? Hỏi nói cho bây giờ. Nói gì nữa giờ? Câu một thôi. Em nói trong lòng em nghĩ gì cô này ha? Em mong muốn điều gì? Nói một câu nhìn thẳng cô gái ấy. Coi như tỏ tình đó. Là nói sao mà để chốt hạ luôn đó. Mình hẹn hò nha. Không phải nói sao anh cảm thấy như thế nào? Gặp em lần đầu anh thấy làm sao? Cảm thấy đầu thích rồi. Nói với cổ quá. Thôi mệt của nó thích quá rồi bấm đi. Bấm. Cặp này làm như vô để bấm chứ không có nói chuyện gì chứ. Rồi 3, 2, 1 bấm thấy không? Thấy không, tự ra luôn thấy chưa? Chưa có ai mời nữa, tự ra luôn rồi. Thôi đứng lên đây. Cặp này làm như hẹn trong mơ đứa. Nắm tay nhau đi hai bạn. Trời ơi, thấy chưa? Vậy còn chần chờ gì nữa? Cưới gấp. Rồi hôn nhau thôi. Mà xin phép ông ơi. Không, ông má đàng hoàng. Hung mà làm gian ớt gì đó. Rồi nắm tay. Dễ thương. Trời ơi, nắm chặt vô. Nè, đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi tiếp theo. Em có một mối tình 3 năm, yêu năm 18 tuổi, ủa 17 tuổi. Vậy yêu tới 20 chia tay hả? Tới 20 chia tay và người đó lấy chồng tới bây giờ là 1 năm. Nhưng mà yêu bạn gái đó bằng tuổi không hơn tuổi? Người đó lớn hơn em, lớn hơn 13 tuổi. Lớn hơn 13 tuổi. Mấy mối tình này? Dạ 2 ạ. Nhiêu tuổi? Dạ 26 tuổi ạ. Rồi người thứ hai bao nhiêu nữa? Người thứ hai là 24 tuổi. Hai người đứa yêu lâu không con? Dạ một người 6 tháng, một người 4 tháng. Trời đất ơi. Bây giờ nhà gái xin phép được mời bạn nữ ra trước. Trời ơi, trời ơi. Mời nhà trai. Rồi, mời đi em trai. Dạ.
nhà gái bên đây có một cái em bé rất là xinh, cho nên xin phép được mời nhà gái tự giới thiệu về bản thân của mình trước. Dạ, con xin chào chú Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan, em chào bạn trai bên kia và toàn thể mọi người ở đây ạ. À, chào em. Dạ, em tên là Văn Thị Mỹ Huyền, nickname của em là Jerry. Em sinh 2001, quê của em là ở Long An nhưng mà em sống ở Hồ Chí Minh được 5 năm rồi ạ. Quê Long An là cùng quê đó. Dạ dạ. Long An là ở đâu? Dạ, Cần Đước ạ. Cần Đước hả? À không, Cần Đước thì hơi xa, nó không có gần. Ngọc Lan là Đức Hòa, Đức Huệ. Dạ, con là Đức Hòa, Đức Huệ. Rồi, mời nhà trai. Dạ, em xin tự giới thiệu, em chào chú Quyền Linh với chị Ngọc Lan. Em đến từ Bến Tre, em 21 tuổi. 21 tuổi hả? Dạ. Hồ trẻ dữ vậy? Dạ. Là sinh năm... 2000. 2000, quá trẻ luôn. Em hiện tại đang làm quản lý khách sạn. Quản lý khách sạn? An Khánh. Ở đâu? Bến Tre. Ở Bến Tre luôn? Bến Tre luôn. Cha, hai bạn này về địa hình thì nó hơi trắc trở chút xíu ha. Nhưng mà thôi không sao, để cái chuyện đó chút nữa chúng ta nói tiếp. Bây giờ thì chắc sẽ phải hỏi một chút xíu về cái ưu điểm cũng như nhược điểm của em đi. Công việc của em á là ca sĩ tự do và làm idol livestream. Nên là ưu điểm của em là em hát giỏi. Hát rất giỏi. Và nhảy được. Và tính em vui tính. Và cũng dễ hòa đồng. Với lại tính em thích sạch sẽ. Rồi còn nhược điểm? Nhược điểm của em là em rất là nhạy cảm nè, dễ vui, dễ buồn. Với lại là em đi tới đâu là hay bỏ quên đổi đó. Hồi nãy bạn nói là bạn là ca sĩ. Dạ, em vẫn học thanh nhạc và vừa đi hát. Vậy bây giờ mình có thể mình trổ tài một đoạn nào đó để cho mọi người được nghe không? Dạ được ạ. Sau đây em xin hát một đoạn bài Mặt Trời Của Em của Phương Ly ạ. Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để được lại ở bên anh. Đôi mình yêu nhau từ khi anh thưa với em, rằng mỗi chiều khi trời nhá nhem, anh lặng thầm và đi theo em, cùng em qua con đường tối đen, đèn đường khuya dù không sáng lên, đừng là nhé có anh như mặt trời dịu em. Giờ thì cứ thế, người thì cứ thế cuốn lấy nhau. Em đâu hay nào mai này mây trời giăn tay che mắt anh mình xa vời. Điều gì muốn đến giờ thì sẽ đến thôi. Em luôn tin phía sau cơn ngủ mê anh sẽ về. Yeah. Anh cảm ơn ạ, em cảm ơn mọi người ạ. Hay quá. Em trai nghe thấy hát là thấy cười tươi rồi. Được rồi đó. Yeah. Phải rồi đó. Phải. Tức quá, cái trend này thì phải coi mới được. Mình ưu điểm thế nào, khuyết điểm thế nào nói cho nhà gái nghe đi. Ưu điểm của em thì nói chung thì thích đi phượt. Ưu điểm thích đi phượt. Ưu điểm cái gì á, mình làm tốt trong cuộc sống cái gì nè? Mình giỏi về cái gì? Giỏi về công việc. Công việc. Dạ. Là quản lý khách sạn đó hả? Quản lý khách sạn. À, khách sạn được khoảng nhiêu phòng? Khách sạn khá nhiều phòng, khoảng 60. 60, ồ vậy là giỏi rồi đó. À, vậy là quản lý được. Khách sạn nào vậy cưng? Khách sạn An Khánh chị. Khách sạn An Khánh hả? Bến Tre xa lắm. Bến Tre ngay qua trạm thu phí. Chị hay đi Bến Tre lắm. Dạ. Hôm nào mà con thấy Dục Lan mà vô phòng với ai chụp hình nha. Trời ơi. Người ta hay đi Bến Tre là người ta tính xin deal để giảm giá phòng. Người ta về người ta ở, người ta đi công tác. Tự nhiên kiếm kỳ cục quá. Con có cái tật xấu gì không? Tật xấu em thì không có. Không có hả? Không. Trời ơi, hoàn hảo luôn hả em? Hảo luôn. Người tánh em thì công việc thì hơi nóng tính chút. Hơi nóng tính chút hả? Dạ. Có mấy mối tình rồi? Em có một mối tình 3 năm. 3 năm? Dạ. Là yêu năm? Yêu năm 18 tuổi. Ủa, 17 tuổi. 17 tuổi yêu rồi. Tại vì yêu tới 20 chia tay hả? Tới 20 chia tay và người đó lấy chồng tới bây giờ là 1 năm. Nhưng mà yêu bạn gái đó bằng tuổi không, hơn tuổi? Người đó lớn hơn em. Lớn hơn nhiêu? Lớn hơn 13 tuổi. Lớn hơn 13 tuổi. Lớn 13 tuổi mà sao để tôi đi lấy chồng rồi? Nói chung người ta không có muốn cưới mình á, thì mình làm nhiều vô. Tao không muốn cưới á. Ủa sao mà cái gu em cũng mặn quá hả?
Nói chung là duyên nợ mà nhiều khi mình tuổi tác không quan trọng đâu anh. Nhiều khi là mình đến với nhau được là mình thấy hạnh phúc rồi. Nhưng mà giờ em cái cảm giác của em thích yêu người lớn tuổi hay sao? Em thì thích một cô gái giống như kiểu chững chạc, không thích trẻ con lắm. Thích một người chững chạc, mình có chững chạc không? Để qua coi ngoại hình coi có chững chạc không đó nha. Tao quản lý 60 phòng là dữ lắm nha. Đi ai vô tao chụp hình liền đó. Chững chạc thiệt. Chững chạc mà. Dạ chào chị. Nói chung là gương mặt rất là đàn ông. Mặt lẽ có xương xương là đàn ông xương xương. Còn mặt mà không có xương như vậy là baby nè. Còn mặt mà không có xương như vậy là baby nè. Là không có chững chạc á. Sao giờ gu mình nào giờ là gu chững chạc lớn tuổi mà bây giờ bên kia em bé bên kia là hơi nhỏ đó, vừa nhỏ con mà vừa nhỏ tuổi nữa. Cái đó đâu sao đâu chị, cái đó về quan trọng là hai người có thương nhau thôi. Lại giờ mình đổi gu luôn. Bên kia gì vậy? Bên kia nhiêu năm mấy? Bên kia 201. 201 hả? Ôi trẻ dữ vậy. Thục Lan tám mấy? Thục Lan tám mấy. Rồi người ta trẻ con quá rồi có chịu được không? Được chị. Thiệt không? Thiệt. Trời ơi thấy cười không hả? Dễ thương. Có muốn qua bển coi coi ha. Hai ngày lấy một sao trời. Trời ơi sao. Qua bên đó có một điều rất là đặc biệt mà nãy giờ con ém lại con tính hỏi mà chưa hỏi đi. Đó. Cứ ở đây đi. Để tôi qua đó một mình được rồi. Khám điện thổ. Trời ơi. Kiếm người yêu mà ở con chó. Không biết hỏi sao luôn. 201 hả? Dạ. Yeah. Trời ơi, xém bằng con thôi. Mấy mối tình rồi? Dạ hai ạ. Người yêu thứ nhất con làm gì? Dạ người yêu thứ nhất con là người Hàn Quốc ạ. Người Hàn Quốc? Dạ. Nhiêu tuổi? Dạ 26 tuổi ạ. Rồi người thứ hai bao nhiêu nữa? Người thứ hai là 24 tuổi. Hai người đứa yêu lâu không con? Dạ một người 6 tháng, một người 4 tháng. Trời đất ơi. Sao chia tay con? Dạ người thứ nhất là tại vì anh đó anh về Seoul, anh muốn con đi theo nhưng mà lúc đó mẹ con nói là con còn trẻ quá nên mẹ không cho đi nên quyết định chia tay. Đúng. Còn rồi. Người thứ hai là do không hợp nên chia tay ạ. Thật ra hai mối tình này nó không phải là hai mối tình, nó những mối tình bồng bột đó mà. Dạ. Ha? Thành ra có con chó này bầu bạn nó cũng vui đúng không con? Mình giới thiệu sơ về bạn chó đó đi, bạn đó dễ thương lắm từ nãy giờ. Dạ đây là bé Bông ạ. Bé Bông được 1 tháng 10 ngày rồi. Con rất là thương nó, là ở nhà chỉ có con với nó thôi nhưng mà con đi đâu á con ấm theo nó tại vì nó con để ở nhà là nó sẽ lam sùm. Thôi chú qua hôm nay. Qua bánh đi là. Ê, nói vui chứ thật ra mấy đứa nhỏ... Từ từ cảm nhận nha. Nãy giờ thì hai đứa dễ thương lắm. Thật ra mấy đứa còn quá trẻ, quá nhỏ trong tình yêu đi. Bây giờ thì mình nói chút xíu về người yêu lý tưởng con đi. Con muốn người yêu lý tưởng thế nào? Thì con muốn người yêu cũng đơn giản lắm. Đừng 1m6 trở lên thôi. Bên đây để ướm ướm coi, bên đây... 1m57 à? Có 1m57 rồi con ơi. Nó cài cũng chịu được. Trời, có 3 phân nữa ăn thua gì đâu. Dạ. Không, bạn bên kia rất là dễ thương nha con. Dạ. Có con Bông cũng dễ thương. Ngoài cái chiều cao lý tưởng là 1m6 rồi còn có những cái mẫu hình đó như thế nào nữa không? Mẫu hình thì không có cần thiết đâu nhưng mà biết quan tâm, biết chia sẻ những công việc nhiều khi áp lực thôi. Hiểu mình là được. Ừ. Giờ sao con? Con có cái mẫu hình lý tưởng nào để mà mình kết đôi không? Con thích một bạn trai cũng thích nghệ thuật, nói nhiều và đặc biệt nếu biết chơi đàn thì càng tốt. Cái thứ hai nữa là con thích một con trai cao, trắng. Tại vì đó con quen Hàn Quốc. Chết rồi. Đoạn trường. Trắng thì cũng dễ con ơi, sao đâu. Đây dân Bình Đại Bến Tre. Đơn giản lắm. Cao thì có cao. Con chỉ đứng tầm dưới nách thôi, hoặc là hơn nách xíu. Con thích vị trí vậy đó hả? Con gu con cũng lạ lắm. Nhưng mà con ơi. Dạ. Hai bạn trai trước là trắng hết rồi đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Với lại hình mẫu lý tưởng của con là giống với chú Kim Bum. Kim Bum. Tại vì con thích Hàn Quốc ạ. Với lại con cũng biết nói một chút tiếng Hàn. Thật ra là cô nói cho con nghe là cuộc sống của chúng ta nó muôn màu muôn vẻ. Mình phải có nhiều màu sắc để mà cho cái cuộc đời của mình nó tươi, nó vui. Nên là bữa giờ là con trắng không à. Giờ, nên giờ thôi con điểm con. Thêm một vài điểm đen đi. Cho nó có nhiều màu sắc, nó đa dạng. Nhìn nâu xíu được. Nâu, đúng, nâu. Cái này nâu dữ lắm. Có nâu. Nâu là có nâu.
Con gái ơi, trời ơi. Dạ. Tại sao con thích con chó màu đen? Chó chú hay quá. Bởi vì là lúc con mua là mấy con chó kia nó hết rồi, nó chỉ đó chỉ còn đúng màu đen bắt buộc con phải mua. Rồi cuối cùng bắt buộc con phải mua, cuối cùng con cũng thích con bồ con bông. Dạ, chó con nhưng mà chó với người nó khác nhau chú ơi. Nếu con người mà đen giống như nó thì thành châu Phi rồi chú, phải là. Châu Phi thì cũng có cái hay lắm nha. Đặc sắc lắm nha, không phải giỡn đâu. Nhưng mà con cũng không thích châu Phi, tại vì nếu mà châu Phi đối với con là con như là tí hon, người ta như khủng lồ vậy đó. Thì nó dưới nách một chút. Thôi nhưng con không thích. Con rướng rướng lên thì nó cũng tới. Nhưng mà người châu Phi là cái gì cũng to hết nên con. Thôi được rồi ha. Bây giờ mở cái rào ra hai đứa nhỏ nói chuyện với nhau nha. Đừng để con bông nó xen vô chuyện hai đứa. Nó ngủ. Hả? Nó ngủ từ ngủ đầu buổi tới ngủ. Rồi, mở rào. Thôi, hai đứa nhỏ nó cùng hệ nhau nói chuyện nó hợp hơn nè. Ôi trời. Dạ em cảm ơn ạ. Em chào anh. Anh nhớ ACO cho nên Yari Mita. Chào anh, em tên là nickname em là Yari, nhưng mà tên trong em tên Huyền. Nhưng mà em thích người ta gọi em là Yari, cứ kêu em là Yari là được. Là gì con? Là cái nickname của con, cái tên mà nó có ý nghĩa gì không? Có nghĩa gì không? Yari là dễ thương. À dễ thương. Rồi con okay. Thấy bên kia có Yari không? Con không biết. À con chưa biết hả? Cái nước da cỡ này nó được chưa con? Dạ tạm được. Ừ vậy được rồi đó con. Anh có nói nhiều không ạ? Cũng hay nói nhiều. Anh có gia trưởng không ạ? Không. Em không thích con trai gia trưởng. Anh không có gia trưởng. Anh có thích nghệ thuật không ạ? Cũng thích. Thích gì hát biểu diễn liền. Nghệ thuật là hát nè, diễn xuất anh nè. Anh thì thích hát nhạc, rap. Lúc trước anh cũng có. À em cũng hát rap được ạ. Nào. Tự tin lên coi. Tự tin lên coi nào. Cuộc sống em đây chỉ toàn màu đen trước khi có anh ở bên cạnh. Bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu gian nan chỉ mình em thấu trong đêm lạnh. Và ngày anh đến như một tia nắng đã làm tim em chợt rung động. Anh mang yêu thương dung đắp cho em, ngỡ rằng em lấy lại sức sống. Hạnh phúc em trao anh giơ tay với em, mong tình mình nó lâu dài. Vẫn cứ mơ mộng con đường sau này sẽ chỉ có ta, chẳng có ai. Chẳng ai xen vào làm kẻ thứ ba, chẳng ai trở thành một kẻ ngu ngốc. Chẳng ai có thể làm tim anh lay để khỏi khiến em phải bật khóc. Quen nhau qua mạng xã hội, quan tâm chỉ bằng cách nhắn tin. Không ở bên nhau làm sao em biết liệu rằng anh có thật lòng mình. Em không quan trọng về khoảng cách, em chỉ để ý đến anh thôi. Chỉ mong anh là một con người tốt, không đẩy em về nơi tăm tối. Con đường em đi ngập tràn. Quên rồi. Quên rồi. Cái bài đó thường thường hát đọc liếm. Đọc rap giống như cả bài với cô. Đúng rồi đó, nãy giờ con không biết cái đó là rap luôn. Cái bài đó là đây nè, đây nè, đây nè, con coi nè. Nhưng mà con có thuộc ạ. À. Con phải nhìn cái một đoạn thôi. Giờ đi chuyển con bông cho qua đây. Nhưng mà con không có điện thoại, con không thuộc. Kể nó một đoạn nào đó cũng được. Nào, quan trọng là phong cách thôi. Chờ chút xíu cho cô chủ đi kiếm bồ nha con. Chờ chút xíu cho cô chủ đi kiếm bồ nha con. Để con nhớ lời nhé. Rồi mình làm được gì để mà chứng minh, xong thì làm thế nào cho ta đứng hình. Chắc là cầm điện thoại trong thì hiện đại, nhưng mà hai điện có cho bạn nhưng không ai điện lại. Ha, được rồi chú. Yeah. Thấy chưa? Thấy chưa? Nếu mà rap, rap tiếng Hàn được không? Dạ được ạ. Thử liền. Thôi mình hát đi chú, đừng rap chú. Ừ, hát tiếng Hàn, đứng lên biểu diễn luôn. Dạ. Đây. Đi. Trời ơi. Mệt con bông lắm rồi đó. Bông. Nida ape wa chanane kayo kia chana no yeah islam more rich say yeah say yeah nada buruke nerge kako in napa ne more hana macho mele love it's true. Okay. Yeah, rồi, thôi bây giờ hai đứa trò chuyện nữa nào. Dạ. À, quan điểm về tình yêu của mỗi đứa. Quan điểm của em là em thích một chàng trai luôn chia sẻ, quan tâm. Và em không thích một chàng trai suốt ngày chỉ tới ngày công việc mà không quan tâm bạn gái. Bởi vì bạn trai lúc trước của em là khá giống như vậy. Và em không cảm thấy được sự quan tâm nên là em muốn những người sau này em gặp thì sẽ không như vậy. Cái đó thì anh dư sức đủ thời gian anh nhiều mà. Dạ.
Nếu như mà em cảm thấy quen khoảng bao lâu mình tiến tới được? Em nghĩ là khoảng 3 năm, 4 năm, ở 4 năm. 4 năm. 4 năm là lúc đó còn 24 tuổi đúng không? Dạ đúng rồi. Chứ lại em yêu thì yêu nhưng mà cũng muốn tập trung làm việc với lại phát triển sự nghiệp. Tại vì ước mơ của con là làm nghệ thuật. Nếu mà yêu xa gì được không trai? Dạ được anh. Nói đi, nói với bạn gái đi. Được yêu là xa được thì như cần thế nào? Gì? Ừ. Thì em muốn hồng anh một tháng anh lên đây bao nhiêu lần? Dạ một tháng một lần cũng được. À nhiều hơn được không? Cái đó thì phải sắp xếp thời gian ạ. Tại vì em cũng khá bận. Nếu được thì hai lần, ho, ba lần. Hỏi có em về Bến Tre không? Ở em có thích về Bến Tre không? Không, em thích Cần Thơ. Mặc dù em biết là Bến Tre đó cũng rất là đẹp nhưng mà em miền Tây là em thích Cần Thơ, Bạc Liêu. Nhưng mà thôi cũng được, Bến Tre cũng chấp nhận. Cô trả con bông cho con. Bây giờ thấy cảm giác con tim của mình nó như sao này? Đập mạnh. Hả? Đập mạnh. Đập mạnh ha. Phái phái không? Phái phái rồi. Phải. Lần đầu tiên mình gặp nhau mình phải có một cái chất xúc tác. Dạ. Một cái nắm tay để da chạm da. Dạ, dạ, dạ. Coi là nó có luồng điện nào nó chạy trong người hay không. Dạ dạ. Gửi cái bông cho cô Lan cái đi con. Trời ơi. Gửi cái nữa đi con. Trời ơi. Đi lấy chồng kìa. Rồi bây giờ nè mình tới mình nắm tay bạn gái ha. Rồi mình nói những cái gì cảm xúc từ bạn gái. Rồi mình mong muốn điều gì bạn gái đó. Giờ 1, 2, 3. Nhìn thẳng vô mắt. Thấy tay anh sao? Tay anh gì nắm. Anh cứ em không biết nữa, em thấy bình thường. Bình thường. Ờ. Tay em không? Tay tay của anh nó hơi bị chai á. Đâu, giặt ra coi. Nè, nó bị chai. Ừ, có chai. Mà không sao, quan trọng là nó có ấm áp để con có thể nương tựa được hay không. Dạ nó ấm. Thôi được rồi, về vị trí đi. The Great Wave Toshiba. Quý rằng là trong trái tim con bây giờ đập rất là mạnh luôn, đúng không? Thôi mình cứ quyết định theo trái tim của mình thôi. Còn chuyện gì nó đến nó đến ha. Hãy suy nghĩ thật kỹ và sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của ông Mai và bà Mối. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi. Trời, nó tháo luôn cái nút mà thấy chưa. Nó bấm mà tháo luôn nút luôn. Nó hồi hộp quá. Thật ra đó, mình không có trách gì bạn gái cả. Chú cũng biết ngay từ đầu rồi là con chưa thấy gì rung động đúng không? Không, dạ. Bình thường. Đó phải, tại vì con chưa thấy ảnh nhiệt tình. Tại vì con thích con trai nó nhiều với lại nhiệt tình và vui vẻ. Mà con thấy ảnh cứ kiểu mà sợ. Anh hiền quá. Hy vọng rằng chúng ta sẽ là những người bạn thật tốt với nhau nha. Dạ. Cảm ơn hai con đã tham gia chương trình. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt súp gà Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình thủy điện BLK30FL VKT-VN. Hàng giờ đun tiết kiệm điện năng, hệ thống bơm rót nước điện tử, màn hình hiển thị LCD, cảm biến cạn nước, chế độ tự vệ sinh bình. Mỗi người đi con đường thôi. Dạ, cảm ơn cô ạ. Đi về thôi, Tông ơi. Bạn với họ luôn luôn có những cái pha như thế, bất ngờ như thế. Chúng ta chúc cho hai mảnh ghép đó họ sẽ sớm tìm được những mảnh ghép phù hợp với chính mình. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn nhãn hàng Toshiba Việt Nam đã tài trợ chính cho chương trình. Mở đầu thì Lan xin phép được mời nhà gái ra trước nha. Xin mời bạn nữ. Mời nhà trai. Mời anh ngồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe nhé. Mời nhà gái. Mình tên là Dương Thị Mỹ Dung. Hôm nay mình 43 tuổi. Mình sinh ra ở Bình Định, sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì mình đang làm quản lý tài sản. Công ty mình là chuyên về khai thác, xây dựng và vận hành các cái tòa nhà. Mời nhà trai. Vâng, xin chào chương trình, chào tất cả mọi người trong trường quay. Tên tôi là Minh Đường. Và năm nay mới vượt qua 50. Hiện thì đang sống tại Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc của mình thì hiện tại đang làm cho một doanh nghiệp nhà nước.
và liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải. Ưu điểm khuyết điểm nhà gái là gì nào? Em thì có ưu điểm mình nấu ăn ngon, mà khuyết điểm là hơi nóng tính. Thôi mời nhà trai, ưu điểm khuyết điểm là gì? Tự mình thì mình chỉ nhận thấy được có hai cái ưu điểm. Thứ nhất là ăn uống rất là dễ ăn. Cái thứ hai là ra ngoài ăn mặc rất là giản dị. Có thể một cái nữa nó gọi là cái ưu điểm cũng có, một cái khuyết điểm cũng có. Là tại vì mình cái tuổi này rồi, mỗi thứ mình đều biết chút chút ra. À, cái tình trường của nhà trai sao kể nhà gái nghe nào. Nói thiệt với Linh là tới cái tuổi này thì cũng đã có gia đình rồi anh Linh. Kết hôn được hơn 20 năm, có đứa con trai. Thì cũng là năm cuối đại học rồi anh Linh. Nhưng không may thì bà xã mình lại bị ông Thành cũng giành giật mất. Mà mình không cách gì mình giành giật lại được. Thì cũng là một sự mất mát rất là đau đớn anh. Chia buồn anh vì đó. Bà xã mất lâu chưa anh? Cũng gần tròn 2 năm rồi. Thật sự thì cũng là một cái khoảng thời gian là nó hụt hẫng lắm anh Linh. Hy vọng sẽ có thêm một người nữa để có thể hỗ trợ tinh thần giúp cho anh nữa ha. Dạ đúng, cái đó là cái mong mỏi thôi. Nãy giờ là thấy nhà gái là lắng nghe và có vẻ rất là xúc động. Bây giờ chị chia sẻ về cái đường tình duyên của chị đi. Mình cũng đơn giản, mình có một mối tình mà quen được một năm á, thì do không hợp tuổi nên không chơi nữa. Vậy là 43 tuổi vẫn chưa có mối tình nào sâu đậm hết chứ? Dạ chưa. Tôi nghe đến điều này tôi phải qua thăm nhà gái chút xíu ha. Xin phép bà mối nha. Dạ chào chị. Trời ơi, 43 tuổi còn trẻ hơn rất so trẻ. Với tuổi. Nhưng mà lý do tại sao mình lại đến tuổi này mình mới chợt nhận ra là cần có một người bên cạnh vậy? À, lúc trước á, thì mình thấy mình đi một mình á, thì nó thoải mái. Nhưng mà mình đi lâu quá mình thấy đi mình hoài buồn. Buồn, mệt mỏi lắm. Dạ, giờ muốn có người đồng hành. Muốn có người đồng hành. Thấy được không chú? Nhìn nhận ra có hơi trễ nhưng cũng chưa trễ lắm. Không trễ lắm đâu anh Linh. Chưa trễ lắm. Nhà trai qua thăm nhà gái rồi thì bây giờ nhà gái xin phép đi qua ngó nghía nhà trai. Đúng rồi. Dạ, xin chào Ngọc Lan. Thấy anh trai không? Gương mặt rất có hậu mà tôi nói nha. Rồi. Rất là chung thủy luôn. Yêu nhau 8 năm, ở với nhau đến 20 năm nữa. Một cái chặng đường rất dài. Anh giờ em hỏi cái này cái nè. Ví dụ như bây giờ bên nhà gái người ta chưa có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, chuyện hẹn hò, rồi chưa có kinh nghiệm trong chuyện làm vợ nữa. Rồi anh có ngại không? Không có ngại đâu Ngọc Lan. Với như một cái người đặc biệt chia sẻ nãy giờ thì anh nói ngồi nghe đó, thì cái cuộc sống như vậy đó, người ta tự làm chủ người ta và người ta rất là vững chắc, người ta rất là ok luôn, chứ không ngại gì cả. Em hỏi như vậy thôi là em đi về liền, em biết là em cần phải nói cái gì với chị em rồi. Rồi. Nhà gái mong muốn một cái nửa mảnh ghép của mình như thế nào, cái tiêu chí nào đó thử mình nói thử xem. Bây giờ chắc 43 tuổi rồi, giờ chắc đợi hưởng sai. Đợi hưởng sai. Linh với kinh nghiệm ông mai mối cũng gần 10 năm rồi, Linh thấy đây là mối này được á. Linh cũng thấy bên nhà gái được á. Bây giờ thử anh nói xem cái tiêu chí tìm một cái người cùng đồng hành với mình thế nào. Như bên đàn gái đó là tuổi 43 thì cái kinh nghiệm sống cũng có và cũng đã làm quản lý cả một cái hệ thống như vậy. Thì chỉ cần một cái nhìn đầu tiên thôi, đó là cái tiêu chí đầu tiên, chứ không đặt ra được một cái hình mẫu lý tưởng nào hết. Bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân chút. Dạ, đi. Dạ đúng rồi, bây giờ em không biết là chị đi với ai ạ? Mình đi với anh trai, với hai đồng nghiệp. Em chào các anh chị. Xin chào bên đàn gái. Mình thì là anh, nhưng mà cũng mong em là tìm được cái duyên của mình. Dạ anh ơi, nhưng mà cho em hỏi là anh có ý kiến gì bên đàn trai để cho thêm một cái động lực để cho chị quyết định không? Anh thấy kẹo này thơm không? Anh thấy kẹo này thơm không? được thì được đó. Mà mối không được mất đền à. Người ta đi với ai? Thật sự lúc đầu thì có đăng ký đi với thằng con trai anh. Nhờ bây giờ thì nó đang bị kiểm tra online đó, không đi tham dự được bữa nay. Rồi. Đi có một mình thôi. Hy vọng rằng con trai sẽ nhận được tin vui nha. Tin nghĩ rằng anh chị gặp nhau sẽ có một cái nhìn thiện cảm tốt đẹp giống như những gì mà nãy giờ là Quỳ Linh và Ngọc Lan nói. Chúng ta sẽ gặp gỡ nha. Mở rào. Bắt đầu đi anh. Không gian này là của anh đó. Xin chào em.
Lần đầu tiên, anh gửi tặng em món quà này. Em cũng có cái món quà tặng anh. Cái này rồi, cảm ơn em chọn ngẫu nhiên thôi. Anh nghĩ cái này chắc là cái cà vạt. Dạ đúng. Đâu mình mở ra rồi, mình ướt rồi nhé. Ờ, một người đàn ông rất tinh tế. Rất đẹp em, mà rất trẻ trung. Dạ. Rất trẻ trung, cảm ơn em. Tao chỉ cầm chị ướm lên cho anh thử xem. Mà anh chị chúng ta cứ thoải mái trao đổi nha. Anh sẽ nói trước. Dạ. Thì cái cảm nhận đầu tiên với em về lứa tuổi 43 tuổi rất chững chạc. Mà ngay từ cái nhìn đầu tiên có một cười rất là cuốn hút. Dạ, cảm ơn. Anh chỉ có 3 câu hỏi ngắn thôi. Câu hỏi đầu tiên của anh là em có ngại khi anh lớn tuổi không? Câu thứ hai là em có ngại khi anh đã có lập gia đình và có thằng con trai? Và cái câu thứ ba anh muốn hỏi một cái cụ thể hơn. Theo em, cái quan niệm về tình yêu sau hôn nhân nó sẽ có màu gì? Em thì không có quan niệm màu gì hết. Trong cái cuộc sống thì không phải tất cả đều phù hợp. Mình phải điều chỉnh. Nếu mà mình điều chỉnh được, mình thấy tiếp tục được thì tiếp tục. Không tiếp tục được thì nghỉ chơi. Thì giống như anh đưa ra một cái con số thôi, sẽ cảm nhận được mình nghĩ như thế nào ngay. Mọi người vẫn nói là bây giờ mình vẽ con số 6 và con số 9. Nó vẫn là một con số đó thôi, nhưng mà khi mình đặt ở giữa thì đó là số 6 hay số 9. Vậy thì em đã đứng ở góc độ nào? Em đứng ở góc độ số 6 thì em sẽ nói số 6. Câu đó là câu anh rất mong muốn để nghe tiếng trả lời. Cái câu đầu tiên là em đã thuyết phục anh là mình đứng ở góc độ nào để mình trả lời nó là con số 6 hay số 9. Nếu bây giờ anh đổi vị trí lại, anh vẫn đứng, anh nói đó là con số 6. Nhưng mà khi em qua đây em ngồi thì nó lại là con số 9. Và đó là câu trả lời anh thấy rất tuyệt. Thì như anh lúc nãy cũng mong muốn là sẽ có một cái gì đó xa hơn. Thì em có hai câu hỏi. Thứ nhất là trong các con nè, con trai, con gái, con vợ, anh thích con nào nhất? Riêng anh, con trai, con gái anh đều thích. Nhưng khi nói tới chữ vợ, anh không xài từ con vợ. Thật sự, thì đó là người yêu của mình và người đồng hành với mình chứ không phải là con. Vậy anh thích cái nào nhất? Luôn luôn anh thích cái người đồng hành với mình. Cảm ơn anh đã trả lời. Anh chờ câu hỏi thứ hai. Anh chờ câu hỏi thứ hai. Em á thì nấu ăn được, cũng ngon. Vậy anh thích ăn món nào? Thôi vậy là tuyệt vời cho anh quá. Thật sự anh rất là dễ tính. Ăn trong ăn uống anh rất là dễ tính. Cái món mà người ta gọi là ăn mắng, anh có thích không? Ăn mắng anh có thích không? Dạ, giả sử như anh bị vợ mắng thì anh có vui không? Nếu mắng yêu thì sẵn sàng vui thôi. Nếu mắng yêu thì sẵn sàng vui thôi. Nãy giờ là không biết bao nhiêu ngàn like trong anh tôi rồi. Mắng với trên cái tinh thần xây dựng đúng không em? Mà dạ, mắng đúng. Với tinh thần là mình còn yêu thương người ta. Ví dụ như anh sao... anh nói với em anh đi nhậu 8 giờ anh về mà giờ 10 giờ anh mới về đó thì anh thấy sao? Quá yêu luôn. Tại sao người ta lo cho mình đi về sớm? Còn ví dụ như mà tại sao nói 8 giờ về mà giờ 10 giờ chưa thấy về? Anh cà chớn quá. Là lúc đó là sao? Tặc mày, tặc mày. Giải thích sau. Linh rất mong chị hỏi câu này là chừng nào chúng ta có thể đến với nhau được. Anh sẽ trả lời luôn cái câu hỏi của anh Linh. Nếu được thì anh chị xác định trong vòng 1 năm cho tới 2 năm. Cái lý do phải hơn 1 năm là để cho con trai anh nó xong đại học. Nếu tiến tới với nhau được thì 1 năm đó là một cái năm để mình bồi dưỡng vun đắp lại. Nếu mà nói đợi 2 năm á thì em không đợi. Anh không nói cái khoảng thời gian là 2 năm, nhưng mà anh đưa cái mốc thời gian là tối đa 2 năm. Nhưng mà sớm nhất là 1 năm, là phải 1 năm để con anh nó hoàn tất công việc học hành. Thực ra cái việc đó thì nó cũng tùy thuộc vào cái giai đoạn mình trao đổi, xem là mình có chấp nhận những cái khuyết điểm và mình có bắt kịp được những cái ưu điểm không, thì cái đó là quan trọng. Anh thì nói ra cái khoảng thời gian là con phải tốt nghiệp, đó là sự chung thủy của người đàn ông, chúng ta trân trọng điều đó. Còn chị tuổi thanh xuân cũng đã qua đó, không có sự chờ đợi đâu đây cả, mà điều gì đến nó sẽ đến. Thì anh xin bổ sung lại cái câu, mình không thể nào mình nói là mình hết tuổi thanh xuân ạ. Có thể tuổi em, thanh xuân của em bắt đầu khi tụi mình có thể hợp nhau và tiến tới sau này gặp nhau nhiều hơn. Thì
Đó chính là cái tuổi thanh xuân mà em bắt bằng. Câu này rất hay. Đúng rồi, nhưng mà con không. Nhưng mà đối với ảnh thôi. Đúng. Nhưng với chị ấy có thể một ngày qua là mất đi một tuổi thanh xuân. Quan trọng là anh làm thế nào cho bắt đầu sau cuộc gặp chị ấy cảm giác mình thanh xuân. Bây giờ anh có thể bước tới nắm tay chị ấy và hát tặng một bài hát nào với chị ấy, hay hát cùng nhau cũng được. Lên sân khấu này á thì anh không thể hát được. Thật sự mà nói là cái gì đó, cái giọng của mình nó cũng bị rung. Nhưng mà anh xin phép là anh đọc cái ca từ trong cái bài hát anh rất thích. Anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em. Anh không đi tìm người yêu lý tưởng đâu em. Anh không đi tìm người yêu nhan sắc mỹ miều, người yêu đài cát xa hoa, lụa là gấm hoa vàng son. Và câu này thì thêm ba câu đấy là của tự anh đặt ra. Anh đang đi tìm người yêu son sắt chung tình, người luôn sánh bước bên mình, sẽ chia đắng cay ngọt bùi. Vẫn nắm tay nhá, thì Dung hát đi. Nhưng mà này anh nói anh không cần đẹp mà dùm lỡ đẹp rồi sao? Mày dùm lỡ đẹp rồi sao? Thật tuyệt vời. Với mình đẹp thì mình đâu bao giờ mình nói cái câu mình lỡ. Không, em biết em đẹp. Không, em biết em đẹp. Xuất sắc chị ơi. Chị Dung hát một bài. Dung đi, hát bài tặng ảnh đi nào. Hát một đoạn. Đúng bài... rồi, một đoạn nào đó. Anh còn nợ em. Hay quá. Anh còn nợ em, con tim bối rối, con tim bối rối. Anh còn nợ em, và còn nợ em cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ. Anh còn nợ em. Rồi, chúng ta về vị trí quyết định thôi, anh chị à. The Great Wave. Toshiba. Chúng ta sẽ đưa ra quyết định chính xác bằng trái tim của mình nha. Quyết định là phải có trách nhiệm với sự quyết định của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng các chị. Nào, sự có mặt của anh chị trên sân khấu ngày hôm nay được sự ủng hộ không chỉ của người nhà mà của cả khán giả, ngay cả cảm xúc của Ngọc Lan, để thấy rằng Ngọc Lan rất lo cho chị. Lan rất là sợ chị không bấm nút, bởi vì em Lan hiểu được cái nỗi lo lắng của người phụ nữ. Cái quá khứ của họ, họ vì sợ một cái cuộc sống nó khổ giống như các anh chị của mình, cho nên là chị quyết định là chị sống một mình và chị không muốn đến với người đàn ông nào hết. Nhưng mà hôm nay thì thật sự gặp anh, cái cảm nhận của em á, thì em lại thấy đây là một cái người đàn ông rất xứng đáng để chị có thể đồng hành cùng. Và em tin rằng là ảnh không có làm cho chị khổ đâu. Chúc anh chị hạnh phúc. Bây giờ thì chúng tôi sẽ có những món quà dành cho anh chị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Dạ, còn đây là cốt súp gà Quốc Việt Food, em xin gửi tặng cho anh chị. Sản phẩm cốt súp gà Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Toshiba Việt Nam gửi tặng cho anh chị hai món quà này. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình thủy điện BLK30FL, VKT-VN, hàng giờ đun tiết kiệm điện năng, hệ thống bơm rót nước điện tử, màn hình hiển thị LCD, cảm biến cạn nước, chế độ tự vệ sinh bình. Cảm ơn chương trình và cảm ơn anh Quyền Linh cùng Ngọc Lan. Cảm ơn anh chị. Dạ. Yeah.